Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu tích phân này như sau. Đối với câu này, đây chính là tích phân đường loại 2 và chúng ta sẽ có công thức như thế này. Bây giờ trường hợp này, chúng ta sẽ đi tìm đạo hàm x phẩy t và y phẩy t. Thì chúng ta có x bằng t mũ 3 và y bằng t trừ 1 tất cả bình phương. Thì hai cái này mình sẽ đi làm đầu tiên. Cục đầu tiên, chúng ta đạo hàm hai bên thì chúng ta sẽ có dx bằng 3t bình phương dt. Cục thứ hai, chúng ta đạo hàm thì chúng ta sẽ có dy sẽ bằng 2t trừ 1 dt. Đây là đạo hàm của số mũ. Thì chúng ta đã học ở chương trình lớp 11 đã làm cái này rồi. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sang cục này. Thì chúng ta thấy rõ nha. Chúng ta sẽ biến đổi cái cục này thành cái cục này. Chúng ta biết TA ở vị trí ban đầu, A bắt đầu từ vị trí này. Chúng ta thấy rõ, đó là số 1. Trong khi đó, x bằng T mũ 3. Để cho giá trị này nó bằng số 1, thì T bắt buộc phải bằng 1. Và bên đây, nếu bằng 1 thì 1 trừ 1 bằng 0. Chúng ta sẽ có số 0 ở bên đây. Như vậy TA là số 1. Tiếp tục, ở vị trí điểm B chúng ta có 0, 1. Để cho giá trị x bằng số 0 thì T bắt buộc bằng số 0. Còn cái cục thứ hai khi chúng ta thấy số 0 vào trừ 1 bình phương nó ra số 1. Cho nên TB sẽ là số 0. Tiếp tục cục này thì chúng ta thấy rõ đây là chữ Y đúng không? Chính là chữ B mà trong đó chúng ta có chữ Y. Mà chữ Y thì là cái cục này. Thì chúng ta sẽ thấy cái cục này nè. Vào đây. Để thấy cái chữ Y này. Còn X phải T chính là cái cục này. Sau khi chúng ta đạo hàm. Thì chúng ta có 3T bình phương DT. Và chúng ta để cái DT ra bên ngoài luôn. Tiếp tục. Ở đây chúng ta có 2X. Thì chúng ta có chữ X ở đây. X là t mũ 3. Như vậy chúng ta sẽ có 2t mũ 3. Còn y phẩy đó chính là cái cục này. Thì chúng ta sẽ thế cái cục này nè vào đây luôn. Sau đó chúng ta lấy dt ra bên ngoài làm nhân tứ chung. Và bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi tính cái cục này thôi. Rút gọn là chúng ta có 3 cộng 4 là 7. Trừ 6 trừ 4 là trừ 10. Như vậy chúng ta áp dụng công thức. Như vậy. Chúng ta sẽ có 7t mũ 5 chia cho 5. Tại sao số 4 bỏ vào đây? 4 cộng 1 là 5. Đây mũ 4 nè. Đây mũ 3. Và có cận từ 1 đến 0. Sau đó chúng ta bấm máy tính cục này ra. Thì chúng ta có 1 cho 10. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.